Nếu lìa tánh không mà bố thí trì giới vân vân thì tùy chẳng bị đọa vào các đường ác, tùy được hưởng phước sanh lên cõi trời, nhưng khi hết phước rồi thì cũng vẫn phải bị đọa trở lại. Trái lại, nếu hành tánh không mà chẳng chấp tánh không thì đó tức là niết bàn vậy. Nếu hành pháp không mà còn có chấp thì rất dễ bị thối tâm, nếu hành pháp không mà còn có chấp thì chẳng có bị lỗi lầm nên chẳng có thối tâm. Ngài tu Bồ Đề thừa thật là hy hữu. Bồ Tát hành tánh không như vậy mà chẳng hoại tướng tánh không, vì sắc chẳng khác tánh không dẫn đến vô thượng Bồ Đề chẳng khác tánh không. Phật dạy, nếu sắc khác với tánh không dẫn đến vô thượng Bồ Đề khác với tánh không thì Bồ Tát chẳng có thể được nhất thiết trụ trì, vì sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đề chẳng khác tánh không nên Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp tánh không mà phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì ở trong đó chẳng có pháp gì là thật là thường cả. Vì phàm phu chấp ngã, chấp các nội ngoại pháp nên chẳng có thể được giải thoát khỏi sanh già bệnh chết vậy. Trái lại, Bồ Tát hành tánh không, hòa hợp với sáu pháp ba la mật nên chẳng hoại hết thảy các pháp tướng. Vì sao? Vì thật tướng các pháp tức là tánh không chẳng hoại tánh không, sắc chẳng hoại tướng sắc không dẫn đến vô thượng Bồ Đề, chẳng hoại tướng tướng vô thượng Bồ Đề không. Nơi đây Phật dùng thí dụ nội hư không chẳng hoại ngoại hư không, vì đồng một thể vậy. Ngài tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều là không, là vô phân biệt, thì Bồ Tát ý chỗ nào mà cầu vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, nếu hành hai tướng thì chẳng có được vô thượng Bồ Đề, nếu chẳng dùng hai tướng mới có được vô thượng Bồ Đề. Chẳng phải ở nơi sắc dẫn đến chẳng phải ở nơi trí huệ mà hành trí huệ. Hành trí huệ là chẳng phải vì thủ mà hành, cũng chẳng phải vì xả mà hành. Ngài tu Bồ Đề hỏi, nếu chẳng phải vì thủ cũng chẳng phải vì xả mà hành Bồ Đề thì Bồ Tát hành Bồ Đề ở chỗ nào? Nên biết thủ là chấp, xả là chẳng chấp. Hành thủ là hành hai tướng, hành xả là chẳng hành hai tướng. Ở đây nêu lên sự phân biệt giữa hai tướng và không hai tướng, bất nhị tướng. Phật dạy, người hóa hành Bồ Đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài tu Bồ Đề thưa, người hóa chẳng có chỗ hành vì chẳng có các tâm và tâm sở. Phật dạy, ở trong mộng A-la-hán hành Bồ Đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài tu Bồ Đề thưa, A-la-hán chẳng ngủ, như vậy làm sao có thể hành Bồ Đề ở trong mộng? Làm sao có thể hành trong thủ hay hành trong xả được? Hỏi, vì sao Phật hỏi, ở trong mộng A-la-hán hành Bồ Đề ở chỗ nào? Đáp, A-la-hán đã được lậu tận, thế nhưng ở đây Phật muốn nói rõ hành, mà chẳng chỗ hành, vô sở hành mới thật là hành vậy. Hỏi, đến Phật cũng còn có ngủ, A-la-hán làm sao mà chẳng có ngủ được, do đâu biết được như vậy? Đáp, Phật thường bảo Ngài A-nan rằng, hãy xếp chiếc y Uất Đà La Tăng, vì ta cần nằm ngủ chút ít, ông hãy vì các tỳ kheo nói pháp. Lại nữa, trong kinh có nêu một chuyện sau đây. Ông Tát Giá Ni Càn đến hỏi Phật, suốt đêm Phật có ngủ chăng? Phật đáp, vào cuối mùa xuân và đầu mùa hạ, tiết trời nóng bức nên ta có ngủ chút ít để trừ các bệnh do ăn uống gây ra. Ông Tát Giá Ni Càn lại hỏi, đêm ngày ngủ mãi có phải là si tướng chăng? Phật đáp, các lậu tương tục sanh thân mà chẳng đoạn mới gọi là si tướng. Nếu chẳng đoạn các lậu thì dù thường chẳng ngủ cũng gọi là si. Hỏi, theo trên đây thì Phật A-la-hán đều có ngủ, như vậy thì sao Ngài tu Bồ Đề lại nói A-la-hán còn chẳng có ngủ? Đáp, có hai trường hợp, ngủ có mộng và ngủ chẳng có mộng. Các bậc A-la-hán chẳng phải vì muốn chấp sự an ổn mà ngủ, trái lại chỉ vì muốn giữ gìn thân mà có ăn có ngủ. Đây là trường hợp ngủ chẳng có mộng. Sở dĩ Ngài tu Bồ Đề nói A-la-hán chẳng có ngủ là vì Ngài muốn nói A-la-hán đã ly dục, đã được tâm hoan lạc nên chẳng cần ngủ nghỉ. Thế nhưng Phật cũng như chư đại A-la-hán vẫn thọ nhân pháp thì hiện có ngủ nghỉ để dùng làm phương tiện độ chúng sanh. Ngài tu Bồ Đề hỏi, nếu Bồ Tát chẳng tu hành thì làm sao thành tựu được 10 địa dẫn đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, đúng như vậy, Bồ Tát hành Bồ Đề là chẳng có chỗ hành, vô hành xứ. Thế nhưng nếu chưa đầy đủ 10 địa, 6 pháp ba la mật thì chọn chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát trú trong tướng sắc dẫn đến trú trong tướng vô thượng Bồ Đề mà được vô thượng Bồ Đề, nhưng chẳng xả pháp sắc cũng chẳng chấp tướng vô thượng Bồ Đề, vì tướng ấy thường tịch diệt, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh. Chỉ vì thế tục đế mà nói ra có đắc đạo hay chẳng đắc đạo,
có đắc quả hay chẳng đắc quả vậy thôi. Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề, ở trong đệ nhất nghĩa đế chẳng thấy có sắc, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề. Phật muốn nói rõ sự việc trên đây, nên hỏi lại ngài Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Khi ông đã giải phiền não, ông có thấy có chỗ đắc đạo chăng? Có pháp nào quyết định có chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, chẳng có chỗ đắc. Vì sao? Vì con là người trú trong pháp môn vô tướng để vào đạo, thì làm sao có chấp tướng được? Phật lại hỏi, ông chẳng chấp pháp, dẫn đến vi tế pháp cũng chẳng chấp, như vậy do đâu mà nói ông là A-la-hán? Ngài Tu Bồ Đề thưa, do thế tục pháp mà nói còn là A-la-hán, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Chỉ có phàm phu mới chấp có được, đắc, có mất, thất, có chúng sanh, có Phật, có Bồ Đề. Do thế tục pháp nên nói có Bồ Tát, có hết thảy các sắc pháp. Trái lại, ở nơi Bồ Đề thì chẳng có một định pháp nào cả, chẳng có Phật, chẳng có Bồ Tát, chẳng có chúng sanh, cũng chẳng có Bồ Đề vậy. Bồ Tát quán pháp Bồ Đề chẳng có tăng giảm. Vì sao? Vì các pháp tánh là thường như vậy. Bồ Tát chẳng đắc pháp tánh, huống nữa là đắc sơ địa, dẫn đến thập địa, đắc sáu pháp ba la mật, đắc 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến đắc 18 bất cộng pháp. Nếu nói có chỗ sở đắc thì đó là hí luận. Vì sao? Vì ngay từ căn bản pháp tánh là bất khả đắc vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát hành các pháp tánh được thật trí huệ, thường làm lợi ích cho chúng sanh. Hết quyển 90. Luận Đại Trí Độ, quyển 91. Phẩm thứ 81, cụ túc đầy đủ. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngã trí dẫn đến 18 bất cộng pháp, mà chẳng được đầy đủ Bồ Tát đạo thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Như vậy phải như thế nào mới đầy đủ Bồ Tát đạo để có thể được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dùng các lực phương tiện hành bố thí, mà chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, chẳng thấy có tài vật thí, nhưng lại cũng chẳng xa giải các pháp ấy. Như vậy là thấy rõ Bồ Tát đạo. Này Tu Bồ Đề, dùng phương tiện lực như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ Bồ Tát đạo, dẫn đến có thể được vô thượng Bồ Đề. Hành trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dùng các lực phương tiện nên chẳng hoại sắc mà cũng chẳng tùy sắc. Vì sao? Vì sắc là tánh không nên chẳng hoại chẳng tùy, dẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp chẳng có tự tánh để hoại để tùy, thì Bồ Tát thường tu tập bát nhã ba la mật như thế nào? Và y cứ vào chỗ nào để học bát nhã ba la mật? Nếu Bồ Tát chẳng học bát nhã ba la mật, thì vì sao lại chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, như chỗ ông nói, nếu Bồ Tát chẳng học bát nhã ba la mật, thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Phải chẳng giỏi các lực phương tiện mới có thể được vô thượng Bồ Đề vậy. Này Xá Lợi Phất, khi hành bát nhã ba la mật, nếu Bồ Tát thấy có một pháp khả đắc thì mới nên thủ. Nếu chẳng thấy có pháp khả đắc thì có chỗ đâu để mà thủ? Bất khả đắc, chẳng thể đắc, vô sở thủ, chẳng chỗ thủ là tướng của bát nhã ba la mật. Năm ba la mật kia, năm ấm dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng đều là tướng bất khả đắc, vô sở thủ. Này Xá Lợi Phất, bất khả thủ, chẳng thể thủ là tướng của bát nhã ba la mật. Bồ Tát Maha Tát phải như vậy mà học. Ở nơi chỗ học, ở nơi tướng học còn bất khả đắc, chẳng thể đắc, huống nữa là ở nơi bát nhã ba la mật và ở nơi các pháp. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, ở nơi hết thảy pháp, chẳng có pháp nào có tánh cả. Nếu các pháp đều là vô tánh, chẳng có tánh, thì làm sao có phàm phu, có pháp thanh văn, có pháp bích chi Phật, có pháp Bồ Tát, có pháp Phật được? Nếu chẳng có các hiện thánh, thì làm sao phân biệt có pháp phàm phu, pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp là vô tánh, chẳng có tánh, là chẳng thật có, là chẳng có căn bản, thì làm sao biết là phàm phu dẫn đến là Phật? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, phàm phu chấp sắc vân vân là có tánh, chỗ chấp thủ của phàm phu có thật chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thật vậy.
chỉ do tâm chấp điên đảo vậy thôi. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng được phương tiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật, thấy các pháp đều là vô tánh, chẳng có tánh, vô căn bản, chẳng có căn bản mà phát tâm vô thượng Bồ Đà. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao thấy các pháp vô tánh, vô căn bản mà Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đà? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy các pháp căn bản, nếu chú trong đó sẽ thối chuyển, sẽ sanh tâm giải đãi. Này Xá Lợi Phất, vì từ căn bản các pháp thật sự là vô ngã, chẳng có ngã, là vô sở hữu tánh, chẳng có tánh sở hữu, là thường không, chỉ do ngu si điên đảo mà chúng sanh chấp có ấm giới nhập vậy thôi. Bồ Tát thấy rõ các pháp chẳng có tánh sở hữu, là thường không, nên vào được nơi tự tánh không. Bồ Tát tự ví mình như nhà viễn thuật, vì chúng sanh thuyết pháp. Bồ Tát gặp người san tham thì dạy họ tu bố thí, gặp người phá giới thì dạy họ tu trì giới, gặp người sân thì dạy họ tu nhẫn nhục, gặp người giải đãi thì dạy họ tu tinh tấn, gặp người loạn động thì dạy họ tu thiền định, gặp người ngu si thì dạy họ tu trí huệ. Bồ Tát khiến họ an trú thọ các pháp ấy, rồi sau đó mới vì họ thuyết các thánh pháp, dẫn dắt họ thoát khỏi các khổ, dạy họ tu các quả thành văn, tu đạo bích chi Phật, dẫn đến tu vô thượng Bồ Đà. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát biết rõ chúng sanh là vô sở hữu mà vẫn dạy họ tu sáu pháp ba la mật, rồi lại vì họ thuyết các thánh pháp nhằm dẫn dắt họ thoát khổ, dạy họ tu các pháp đó để được quả thành văn, dẫn đến được vô thượng Bồ Đà. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng có lỗi hữu sở đắc. Vì sao? Vì khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng đắc bất đắc chúng sanh. Bồ Tát chỉ tương tục thấy pháp không mà gọi đó là chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát trú trong hai đế, vì chúng sanh thuyết pháp, đó là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Này Xá Lợi Phất, ở trong hai đế, mặc dù chúng sanh bất khả đắc, mà Bồ Tát vẫn dùng các lực phương tiện, vì chúng sanh thuyết pháp, chúng sanh do nghe pháp mà đời nay được tâm chấp ngã bất khả đắc. Như vậy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng các lực phương tiện, vì chúng sanh thuyết pháp. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát dùng tâm quảng đại, chẳng thấy có pháp bất khả đắc, hoặc nhất tướng, hoặc dị tướng, hoặc biệt tướng, mà tự đại trang nghiêm. Do tự đại trang nghiêm như vậy, nên chẳng sanh cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Bồ Tát chẳng thấy có pháp hữu vi hay vô vi, nên ở trong ba cõi độ thoát chúng sanh, mà vẫn bất khả đắc chúng sanh. Vì sao? Vì biết chúng sanh chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng trói, vô phượng, chẳng mở, vô giải, nên chẳng phân biệt có năm đạo chúng sanh. Vì chẳng phân biệt có năm loại chúng sanh, nên chẳng thấy có nghiệp, chẳng thấy có phiền não, chẳng thấy có quả báo. Vì chẳng có quả báo nên chẳng sanh trong ba cõi. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, như chỗ ông nói, nếu chúng sanh trước có sau không, thì chư Phật và chư Bồ Tát mới có lỗi lầm. Đối với các pháp cũng là như vậy. Này Xá Lợi Phất, dù có Phật hay dù chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn thường trú, chẳng thay đổi. Trong pháp tướng thì ngã chúng sanh thọ giả, dẫn đến tri giả kiến giả còn chẳng có, huống nữa là có sắc thọ tưởng hành thức. Nếu chẳng có các pháp ấy thì làm sao thấy chúng sanh qua lại trong năm đường sanh tử để độ thoát họ? Này Xá Lợi Phất, pháp tánh là thường không. Bồ Tát theo chư Phật quá khứ nghe thuyết về pháp tướng mà phát tâm vô thượng Bồ Đà. Trong pháp tánh chẳng có ngã, chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh. Nhưng mỗi khi chúng sanh đã có tâm chấp thì rất khó thoát khỏi các chấp. Do tâm chấp điên đảo nên chúng sanh mới thấy có các pháp vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát phát đại trang nghiêm thường chẳng thối tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng nghĩ rằng mình sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề, tin chắc rằng mình sẽ được vô thượng Bồ Đề. Và khi đã được vô thượng Bồ Đề rồi, sẽ dùng thật pháp làm lợi ích chúng sanh, khiến họ thoát khỏi điên đảo. Này Xá Lợi Phất, ví như nhà huyễn thuật huyễn hóa ra trăm ngàn vạn ước người, bảo cho họ ăn uống đầy đủ. Những người hóa này để hoan hỉ nói rằng: Chúng ta được phước lớn, chúng ta được phước lớn. Ý ông nghĩ sao? Trong huyễn cảnh đó có người được ăn uống đầy đủ chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có được như vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát từ xưa phát tâm cho đến nay, hành sáu pháp ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, dẫn đến 18 bất cộng pháp, nên được đầy đủ Bồ Tát đạo, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, mà chẳng có chúng sanh được độ. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn,
Hạnh Bồ Tát đạo như thế nào mà có thể thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến nay hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến 18 bất khẩu pháp là thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát hành bố thí mà thành tựu chúng sanh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành bố thí, tự mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, nói với họ rằng: Các người trở nên chắc bố thí, nếu chắc bố thí thì sẽ phải thọ thân trong nhiều đời, phải thọ nhận nhiều sự khổ. Trong pháp tướng chẳng có chỗ thí, chẳng có người thí, chẳng có người thọ, vì cả ba pháp ấy đều là tánh không. Pháp tánh đã là không thì chẳng có thể chấp tướng, tướng chẳng thể chấp đó cũng là tánh không vậy. Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí ba la mật, Bồ Tát bố thí cho chúng sanh mà chẳng đắc người thí, chẳng đắc người thọ, chẳng đắc tài vật thí. Vì sao? Vì Bồ Sở đắc bố thí mới là bố thí ba la mật. Vì Bồ Tát chẳng đắc ba pháp ấy nên thường dạy chúng sanh được các quả thanh văn, được đạo bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát hành bố thí ba la mật nhằm thành tựu chúng sanh. Bồ Tát tự mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, tán thán pháp bố thí và hoan hỷ tán thán người hành bố thí. Bồ Tát nào bố thí được như vậy sẽ được sanh vào các đại gia đại tộc, hoặc sẽ làm được tiểu vương. Kế đó Bồ Tát lại dùng bốn niết pháp gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự để nhiếp thủ chúng sanh, lần lần đưa họ trú vào trong bốn thiện, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, không vô tướng vô tác, khiến họ được vào chánh vị, được các quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát lại nói với chúng sanh rằng chẳng có một định pháp nào gọi là chúng sanh, chỉ do điên đảo mà chấp có chúng sanh vậy thôi. Nếu các người muốn tự mình đi sanh tử thì phải phát tâm làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành bố thí ba la mật. Do hành bố thí như vậy nên từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát chọn chẳng bị đọa vào ba đường ác, thường sanh vào các đại gia đại tộc, thường làm chuyển luân thánh vương. Vì sao? Vì theo chỗ đã gieo trồng nhân lành mà nay được quả báo lớn như vậy. Ở ngôi vị chuyển luân thánh vương, nếu thấy người đến ăn xin, Bồ Tát liền tự nghĩ rằng chỉ vì lợi ích chúng sanh mà ta thọ thân chuyển luân thánh vương. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát nói với người đến ăn xin rằng: Người cần vật dụng gì hãy cứ nói với ta, ta chẳng tiếc gì đối với người đâu. Ta vì lợi ích chúng sanh mà thọ tử, vì thương xót chúng sanh mà đầy đủ lòng đại bi, người đừng có sợ làm phiền ta. Như vậy là Bồ Tát có đầy đủ lòng đại bi, làm đầy đủ các việc lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thấy có tướng chúng sanh. Chúng sanh là tự tướng không, chỉ giả danh gọi là chúng sanh, quyết định chẳng thật có, nên tướng của chúng sanh là chẳng có thể nói ra được, bất khả thuyết vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bố thí ba la mật như vậy, nên đối với chúng sanh, Bồ Tát chẳng có luyến tiếc bất cứ vật sở hữu gì cả, thần mạng còn chẳng tiếc, huống nữa là các ngoại vật sở hữu. Pháp như vậy là pháp giải thoát, nên Bồ Tát vượt ra khỏi sanh tử, được đầy đủ sáu pháp ba la mật, dẫn đến được đầy đủ 18 bất cộng pháp, lại cũng dạy đầy đủ như vậy cho chúng sanh, khiến họ cũng vượt ra khỏi sanh tử, được giải thoát. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đã trú trong bố thí ba la mật rồi, lại dạy chúng sanh tu trì giới, nói với họ rằng: Các người trở nên phá giới, ta sẽ cung cấp cho các ngươi tất cả các vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày của các ngươi, từ thức ăn uống, áo quần, vân vân, chẳng để cho các người thiếu hụt. Các người hãy an trú trong giới luật nghi, lần lần sẽ được hết khổ, vào được trong ba thứ đạo là thanh văn đạo, bích chi Phật đạo và Phật đạo, rồi sẽ được giải thoát. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, thấy chúng sanh sân nhuế, liền nói với họ rằng: Các người trở nên sân nhuế, ta sẽ cung cấp cho các ngươi đầy đủ, thiếu gì ta sẽ cho, chẳng để cho các ngươi thiếu hụt. Nhưng các ngươi phải nên nhẫn nhục, chẳng có pháp nào là bền chắc cả. Nhân duyên sân hận của các ngươi vốn là không, chẳng có bền chắc, chỉ do hư vọng, ước tưởng sanh ra, nhưng thật chẳng có căn bản. Do sân nhuế mà các ngươi khởi ác tâm, miệng mắng nhiếc, tay cầm côn, cầm đao, đâm chém người, dẫn đến làm hại mạng người. Các người trở nên vì các pháp hư vọng mà khởi sân hận, dẫn đến phải đọa vào chốn địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quanh quẩn trong ba đường ác, chịu vô lượng khổ đau. Các người trở nên vì các việc chẳng thật mà tạo nên bao nhiêu nghiệp tội. Với các nghiệp tội như vậy thì chuyển thân làm người còn chẳng được, huống nữa là sẽ được biết Phật, được nghe pháp.
Với các ngươi, thân người khó được, pháp Phật khó gặp, các ngươi chớ nên bỏ mất dịp tốt hiện nay, về sau thật khó có thể cứu được. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh như vậy, tự mình hành nhẫn nhục, dạy người khác hành nhẫn nhục, tán thán pháp nhẫn nhục và hoan hỷ tán thán người hành nhẫn nhục. Bồ Tát đưa chúng sanh an trú trong nhẫn nhục, lần lần vào được ba thừa đạo mà được hết các khổ. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, dạy chúng sanh an trú trong nhẫn nhục. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật mà khiến chúng sanh tinh tấn? Phật dạy, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành bố thí, thấy chúng sanh giải đãi, liền nói với họ rằng, vì sao các ngươi lại giải đãi? Các ngươi nên tu bố thí chỉ giới nhẫn nhục, do nhân duyên ấy mà được thân tâm tinh tấn. Tu đầy đủ các thánh pháp vô lậu sẽ được các quả thanh văn và bích chi Phật, dẫn đến sẽ vào được Phật đạo. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, dạy chúng sanh an trú trong tinh tấn, dùng tinh tấn để nhiếp thủ chúng sanh. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, giáo hóa chúng sanh khiến họ tu thiền định? Phật dạy, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành bố thí, thấy chúng sanh loạn tâm liền dạy họ tu thiền định, khiến tâm họ chẳng tùy theo các loạn tưởng. Do nhân duyên ấy mà chúng sanh đạt được các giác quán vào sơ thiền, dẫn đến vào đệ tứ thiền, hành bốn vô lượng tâm, do được bốn thiền bốn vô lượng tâm mà chúng sanh có thể tu bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, lần lần vào được ba thừa giáo, dẫn đến vào được niết bàn. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, dùng thiền ba la mật để nhiếp thủ chúng sanh khiến họ tu các thiền định. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, dùng bát nhã ba la mật để nhiếp thủ chúng sanh? Phật dạy, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành bố thí ba la mật, thấy chúng sanh ngu si chẳng có trí huệ, liền nói với họ rằng, vì sao các người chẳng có trí huệ? Các người hãy tu đầy đủ bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, ắt các người sẽ được trí huệ. Nếu các ngươi cần gì, ta sẽ sẵn sàng bố thí cho. Các người hãy tư duy xem trong bát nhã ba la mật có pháp gì khả đắc chăng? Ngã nhân chúng sanh thọ giả, dẫn đến tri giả kiến giả có khả đắc chăng? Ấm giới nhập cõi dục cõi sắc cõi vô sắc, sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, quả bích chi Phật, dẫn đến vô thượng bồ đề có khả đắc chăng? Sau khi đã tư duy như vậy, các người sẽ thấy trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp nào khả đắc có thể được, khả chấp có thể chấp cả, vì hết thảy các pháp đều chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh vậy. Bởi vậy nên chẳng có phân biệt các cõi các loại, chẳng có phân biệt trì giới và pha giới, chẳng có phân biệt quả tư đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, quả bích chi Phật hay quả Phật vậy. Các người nên biết tánh không là tánh của bát nhã ba la mật. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bồ thí ba la mật, dùng bát nhã ba la mật để nhiếp thủ chúng sanh. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, dùng bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã, dẫn đến dùng 37 phẩm trợ đạo để nhiếp thủ chúng sanh? Phật dạy, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, đem các vật dụng cấp dưỡng làm lợi ích cho chúng sanh, rồi đại dạy họ hành các thiện pháp, lần lần dẫn họ ra khỏi sanh tử, được giải thoát. Bồ Tát lại đem các thánh pháp vô lậu dạy cho chúng sanh, bố thí cho chúng sanh đầy đủ các vật dụng cần thiết để nhiếp thủ chúng sanh, và nói với họ rằng, các vật sở hữu của các người cũng như của ta đều là vô thường, chẳng đáng quý, các ngươi chỉ nên quý các thánh pháp vô lậu mà thôi. Bồ Tát dạy chúng sanh tu sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp, cũng khiến chúng sanh được các quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật, giáo hóa chúng sanh, khiến họ xa rời ba đường ác và các khổ sanh tử. Lại nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát an trú trong chỉ giới ba la mật, dạy chúng sanh tu 10 thiện đạo, huyền họ chỉ các giới đã thọ, chẳng để khuyết giới, chẳng để tạp nhiễm, mà cũng chẳng chấp giới, khiến họ lần lần vào được ba thừa đạo, thoát ra khỏi các khổ. Như vậy là Bồ Tát an trú trong chỉ giới ba la mật, lấy chỉ giới làm đầu để dạy chúng sanh tu chỉ giới. Bốn pháp ba la mật kia cũng là như vậy. Luận hỏi, trước đây đã nói Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật và các pháp trợ đạo vân vân, mà chưa đầy đủ Bồ Tát đạo,
thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Như vậy, ngài tu Bồ Đề phải tự biết rằng Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, phải đầy đủ Bồ Tát đạo mới được vô thượng Bồ Đề. Này, vì sao ngài còn hỏi nữa? Đáp: ngài tu Bồ Đề tự mình chẳng còn nghi, nhưng vì lợi ích chúng hội mà ngài hỏi Phật, phải như thế nào mới gọi là đầy đủ Bồ Tát đạo để có thể được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: khi hành sáu pháp ba la mật, Bồ Tát phải dùng lực phương tiện hòa hợp cùng với các pháp mà hành trì thì mới được đầy đủ Bồ Tát đạo. Ví như khi hành bố thí, quyết định chẳng thấy có người thí, người thọ và tài vật thí mà cũng chẳng ly ba pháp ấy, như vậy là dùng trí huệ chiếu minh nên được đầy đủ Bồ Tát đạo. Nếu khi bố thí mà Bồ Tát quyết định thấy có ba pháp ấy thì sẽ bị đọa về chấp thường điên đảo, vì có chấp pháp tướng là có lầm lỗi. Nếu khi bố thí mà Bồ Tát chẳng chấp ba pháp ấy thì sẽ đọa về chấp đoạn diệt, về chấp không. Ở cả hai trường hợp này, để có khởi tà kiến phiền não nên đều ly Bồ Tát đạo. Nếu biết rõ hết thảy pháp đều là hư dối, là giả danh, là chẳng thật có, thì vào được nơi thật tướng của các pháp, ly được cả hai chấp có và không. Bồ Tát ở nơi thật tướng pháp chẳng thấy có người thí, người thọ và tài vật thí mà cũng chẳng ly ba pháp ấy. Bồ Tát được như vậy là được đầy đủ Bồ Tát đạo. Hành năm ba la mật kia dẫn đến hành 18 bất cộng pháp cũng phải như vậy mới đầy đủ Bồ Tát đạo. Ngài Xá Lợi Phất ngồi trong chúng hội nghe Phật và ngài tu Bồ Đề hỏi đáp như trên, bèn hỏi Phật rằng: lợi ích của bát nhã ba la mật rất lớn, quả báo của bát nhã ba la mật rất thập thâm. Thế nhưng nếu bát nhã ba la mật quyết định chẳng có định tánh thì làm sao có thể tu tập bát nhã ba la mật được? Phật dạy: Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng hoại sắc, cũng chẳng tùy sắc, thì như vậy là tu tập bát nhã ba la mật. Từ sơ phát tâm, Bồ Tát biết rõ thật tướng pháp nên thường hành bát nhã ba la mật. Thứ lớp hành bố thí cùng các ba la mật khác, biết rõ sắc chẳng hoại không, biết rõ sắc là không, là vô sở hữu, như vậy gọi là chẳng hoại sắc. Còn chẳng tùy sắc là chẳng thủ sắc tướng. Khi mắt thấy sắc, chẳng chấp đắm sắc, cũng chẳng nói sắc là thường hay vô thường, sắc là khổ hay là lạc, vân vân. Như vậy là chẳng tùy sắc. Vì sao? Vì thấy sắc là thường hay là phi thường, chẳng phải thường, đều chẳng thấy được thật tướng của sắc vậy. Lại chẳng nói sắc là có căn bản, chẳng nói sắc từ vi trần mà thành, chẳng nói sắc từ đại tự tại thiên sanh, cũng chẳng nói sắc chẳng có nhân, vô nhân, chẳng có duyên, vô duyên sanh. Như vậy gọi là chẳng hoại sắc, chẳng tùy sắc. Ở đây Phật nói lên nhân duyên sắc là tánh không, nên chẳng hoại, chẳng tùy vậy. Sắc theo bốn đại hòa hợp mà giả danh có, nhưng thật ra chẳng có một pháp nào nhất định gọi là sắc cả. Như trước đây đã nói, sắc do các nhân duyên hòa hợp sanh nên là vô tánh, chẳng có tánh, mà vô tánh tức là tánh không vậy. Cho nên nếu biết được sắc tướng là tánh không, thì như vậy là tu tập bát nhã ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: nếu hết thảy pháp đều chẳng có tự tánh có thể hoại, thì Bồ Tát làm sao tu tập bát nhã ba la mật? Nếu chẳng tu tập bát nhã ba la mật thì làm sao được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Bồ Tát dùng các lực phương tiện hành sáu pháp ba la mật là biết rõ các pháp không, mà thường khỏi bát nhã ba la mật. Bồ Tát cầu hết thảy pháp, nếu các pháp thật sự có định tánh thì mới có thể thủ, có thể chấp. Này Bồ Tát cầu hết thảy pháp mà biết rõ hết thảy pháp, từ sáu ba la mật cho đến 18 bất cộng pháp đều bất khả đắc. Do các pháp đều bất khả đắc nên chẳng có gì thủ, chẳng có gì chấp nữa vậy. Bồ Tát chẳng thủ bát nhã ba la mật, nhưng còn phải biết vô thủ bát nhã ba la mật cũng là bất khả đắc, chẳng nên chấp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: nếu các pháp đều là vô tánh thì làm sao phân biệt có Phật, có phàm phu? Phật dạy: từ căn bản hết thảy pháp đều chẳng có định tướng, chỉ vì phàm phu ngu muội chấp nên mới phân biệt có các tướng sai khác. Bồ Tát dùng được phương tiện hành bát nhã ba la mật chẳng thấy các pháp có căn bản mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát thật hành các pháp tánh không nên chẳng thấy các pháp có căn bản. Do chẳng thấy các pháp có căn bản nên chẳng giải đãi, chẳng thối tâm. Bồ Tát thấy rõ các pháp đều là vô ngã, đều là tánh vô sở hữu, là tánh thường không, còn chúng sanh thì điên đảo, chấp có năm ấm, giới, nhập, vân vân. Bồ Tát thâm niệm về thật tướng tịch diệt của các pháp, mà chúng sanh ngu muội lại khỏi các chấp điên đảo hư dối. Bởi vậy nên Bồ Tát tự ví mình như nhà huyễn thuật, dùng thần thông biến hóa để rồi vì chúng sanh thuyết pháp.
Bồ Tát xem tất cả các sự việc đều là như viễn, nên chẳng sanh tâm thường ghét, dùng tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh mà thuyết pháp vậy. Thấy người san tham, Bồ Tát dạy họ tu bố thí, thấy người sân nhuế, dạy họ tu trì giới, vân vân. Bồ Tát vì chúng sanh mà chuyển pháp luân, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi các nẻo đường sanh tử, dạy họ tu tập để được các quả thanh văn bích chi Phật, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Hỏi: ngoài sáu pháp ba la mật ra, Bồ Tát còn dùng những pháp gì để giáo hóa chúng sanh? Đáp: ngoài sáu pháp ba la mật, Bồ Tát còn dùng bốn thánh đế, dùng ba bảy phẩm trợ đạo, dẫn đến dùng 18 bước cộng pháp để giáo hóa chúng sanh. Đối với người thượng căn thượng trí, Bồ Tát thường dạy họ tu sáu pháp ba la mật. Đối với người trung căn hay hạ căn, Bồ Tát thường chỉ dạy họ tu bố thí, tu trì giới để được quả báo sanh lên cõi trời hưởng phước lạc, nhưng rồi lại dạy cho họ biết rằng năm dục dẫn đến vui ít khổ nhiều, rằng thọ thân ở thế gian là phải thọ các khổ giả và chết. Bồ Tát lại tán thán bốn thánh đế, nói với họ rằng do tu các pháp mà đoạn được các ái chấp thế gian, dẫn đến vượt ra khỏi ngục tù ba cõi. Bồ Tát tùy theo căn cơ chúng sanh nói bốn thánh đế như vậy, khiến họ được quả tu đà hoàn, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Ở nơi đây, tuy chẳng nói đến sáu pháp ba la mật mà đã có nhiếp các pháp ba la mật bên trong rồi vậy. Nói tóm lại, vì người cầu Phật đạo, Bồ Tát mới nói sáu pháp ba la mật. Còn đối với hạng người căn cơ còn thấp kém, cơ thủ pháp tiểu thừa, thì chẳng nên nói sáu pháp ba la mật, mà chỉ nên nói bố thí trì giới sẽ được thọ báo sanh lên cõi trời. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: trước nói Bồ Tát rốt ráo chẳng đắc các pháp, này vì sao? Nói vì vô sở hữu chúng sanh mà Bồ Tát dạy cho chúng sanh được vô sở hữu pháp, được quả tu đà hoàn, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Như vậy sự việc Bồ Tát được vô sở hữu pháp khiến chúng sanh được vô sở hữu pháp là hữu sở đắc hay là vô sở đắc? Phật dạy: vì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, chẳng thể có pháp và chúng sanh, biết rõ các nhân duyên hòa hợp mà có pháp có chúng sanh, nên chẳng có lỗi hữu sở đắc. Bồ Tát trú trong hai đế, vì chúng sanh nói pháp. Đối với người chấp hữu thì nói vô để phá chấp hữu, đối với người chấp vô thì nói hữu để phá vô, nhưng sau đó lại dạy họ chẳng nên nhiễm chấp cả hai bên hữu và vô đó. Vì chúng sanh mê muội chấp có ngã thân hiện tại, nên Bồ Tát dùng phương tiện lực vì họ thuyết pháp. Chúng sanh do nghe pháp mà biết rõ ngã thân là bất khả đắc, Bồ Tát lại dạy chúng sanh biết rõ chẳng có pháp nào khả đắc, dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hoan hỉ thưa: Bồ Tát dùng tâm quảng đại tự nói lên các pháp nhân duyên, chẳng có pháp nào khả đắc cả. Người buôn bán ở giữa chợ ắt phải có giao dịch, thế nhưng người có đại tâm chẳng phải như vậy, chẳng có chỗ y chỉ mà thường phát đại trác nghiêm. Vì thường phát đại trác nghiêm nên Bồ Tát chẳng sách vào ba cõi, mà còn dẫn dắt chúng sanh ra khỏi ba cõi.